Alo, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đánh như thế nào để đứng bóng, cách đánh như nào để bóng cái đứng im như trong video này nha. Ở bài trước mình đã chia sẻ cho các bạn vị trí cầm cơ chuẩn xác, cầu tay, nhịp phát gậy. Bài trước đó là nền tảng để chúng ta đến với kỹ thuật đánh đứng bóng ngày hôm nay nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ xếp bóng lên thành hàng, đánh từng quả xuống lỗ để khởi động. Vẫn như cũ, vị trí đứng bằng một cây gậy, chân phải đứng yên, chân trái bước lên một góc 45 độ và đồng thời hạ người xuống để ngắm, đưa gậy xem đã thẳng chưa. Rồi phát cơ phát xuyên qua quả bóng. Cứ như vậy mình khởi động thật kỹ và ghi nhớ từng động tác. Rồi, phân tích kỹ thuật lại một chút nha, khoảng cách để đặt cầu tay là một gang tay của các bạn, đặt gậy xuống và đánh dứt khoát xuyên qua quả bóng. Tiếp theo các bạn xếp bi mục tiêu thành 5 vị trí, 5 cấp độ như trên màn hình nha, 1, 2, 3, 4, và 5, quả bóng cái thì luôn nằm ở một chỗ cố định rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh bi mục tiêu ở vị trí 1, cấp độ 1, các bạn chú ý đánh bi mục tiêu ở vị trí 1, 2, 3 là cùng một lực đánh giống nhau nha, nhưng điểm tiếp xúc vào quả bóng cái thì khác nhau. Mình sẽ đánh dấu lên quả bóng cái trên góc trái màn hình của các bạn nha, lý thuyết ở đây để đánh đứng bóng là đánh ở phần dưới của quả bóng cái, điểm tiếp xúc là chấm số 1. Số 2 và số 3. Rồi, bi mục tiêu số 1 thì điểm tiếp xúc vào bóng cái ở dưới tâm bị một đầu cơ là chấm số 1 như trên màn hình của các bạn, vẫn cách tạo hình thế đứng như cũ, khoảng cách đứng bằng một cây cơ, chân phải dư nguyên, chân trái bước lên một góc 45 độ và đồng thời hạ người xuống để ngắm, đưa gậy xem đã thẳng chưa và phát. Quả bóng cái đã đứng yên rồi các bạn ơi, hi hi, tiếp theo chúng ta sẽ đánh đứng bóng bi mục tiêu số 2, điểm tiếp xúc trên quả bóng cái sẽ là chấm 2 như trên màn hình. Tiếp theo đánh đứng bóng bi mục tiêu số 3, điểm tiếp xúc trên bóng cái sẽ là chấm 3 như trên màn hình. Tiếp bi mục tiêu số 4, điểm tiếp xúc trên bóng cái vẫn là chấm 3 như trên màn hình. Nhưng chúng ta phải đánh một lực mạnh hơn một chút nha, các bạn tập đánh nhiều vào mới cảm nhận được lực đánh nhé. Cuối cùng là bi mục tiêu số 5, vẫn là điểm tiếp xúc số 3 trên quả bóng cái, lần này tăng thêm một chút lực đánh nữa nha mọi người. Mình sẽ áp dụng bài tập đứng bóng này vào một vài tình huống trong trận đấu.